Chào mừng quý vị và các bạn đã quay trở lại với chương trình tin tức của chúng tôi ngày hôm nay. Kính thưa quý vị và các bạn thân mến, cú ngã ngựa của Lê Thanh Hải, gã đàn ông có máu lạnh nhất Việt Nam. Nếu trong vài tháng tới Lê Thanh Hải bị truy tố về tội chiếm đoạt tài sản nhà nước ở thành phố Hồ Chí Minh sẽ chẳng có ai thương tiếc cho ông ta. Dù Hải là người thành phố, người dân ở đó tin rằng ông Hải có bị vậy hay nặng hơn nữa là chuyện đáng đời. Bước vào thiên niên kỷ mới, Việt Nam đã tiến hành cải cách kinh tế, đặc biệt là ở Sài Gòn trước đây. Lê Thanh Hải khi đó 50 tuổi được bầu làm người đứng đầu Ủy ban Nhân dân thành phố Sài Gòn. Lê Thanh Hải đã đi một chặng đường dài kể từ năm 1966 khi ông đi từ đồng bằng sông Cửu Long lên chợ lớn. Từ một thanh niên vai rộng, thô cạch và hầu như không biết chữ, Hải xin học nghề thợ Hàn. Sau đó Lê Thanh Hải tham gia biệt động thành. Hải thật sự là một du kích tài ba, đồng chí Hai Nhật đã sống sót sau cuộc tổng tấn công Tết Mậu Thân và khi các lực lượng Bắc Việt tiến vào Sài Gòn năm 1975 sau đó ông Hải bắt đầu thăng tiến trong đảng. Theo có nguồn tin không chính thức, ông công trạng lớn mà Lê Thanh Hải lập được là nhờ những năm sau kỳ thống nhất khi nổi tiếng là người luôn hoàn thành nhiệm vụ thi hành án. Năm 1980, Lê Thanh Hải kết hôn với con gái của một gia đình cách mạng thượng lưu mở đường cho bước ngoặt lớn vào năm 1990. Được biết nhờ ảnh hưởng của chị vợ, ông Hải được bổ nhiệm làm bí thư quận ủy quận 5 hay chợ lớn. Chợ lớn dù chiến dịch 15 năm xây dựng chủ nghĩa xã hội của nhà nước đang làm suy yếu nhưng vẫn máu kinh doanh của người Hoa vẫn đang chạy. Các nguồn tin không chính thức nói rằng đó là lúc Hải, người gốc Hoa, đã tạo ra được các liên minh tài trợ cho việc ông nắm giữ chức đảng thành phố Hồ Chí Minh. Với ý định và mục đích biến đô thị phía Nam thành lãnh địa của Hải, không phụ thuộc vào trợ cấp của Trung ương, Thành phố Hồ Chí Minh thực tế đóng góp cho ngân sách quốc gia nhiều nhất và có quyền tự chủ đáng kể dưới thời của Lê Thanh Hải là Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố năm 2001 đến 2006 và năm 2011 Hải là bí thư thành ủy thành phố Hồ Chí Minh. Hải được bầu vào Bộ Chính trị, cơ quan đầu não của Đảng Cộng sản Việt Nam chứng tỏ tình trạng bán tự trị của thành phố đang lan rộng. Hai nhiệm kỳ của Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng trùng với các nhiệm kỳ Bí thư Thành ủy Thành phố Hồ Chí Minh của Lê Thành Hải cùng với người miền Nam Dũng và Hải nghiễm nhiên là đồng minh. Cả hai đều không màng chuyện phải khấu đầu Ban Bí thư Trung ương Đảng. Dũng dường như đã đồng tình với việc để cho Hải và Cộng sự tự do ở địa phương và xem xét sự hỗ trợ của họ đối với các vấn đề quốc gia. Lê Thanh Hải 70 tuổi đã có thể đã được vinh danh là anh hùng nếu Hải sử dụng quyền lực để phục vụ cho lợi ích của thành phố. Tuy nhiên, có vẻ như ông là cộng sự lại tập trung làm giàu. Theo một nhà báo độc lập bút danh Thu Hà, công việc hàng ngày của Hải là cướp đất công khai mua chức, bán chức, trù dập đối thủ, hình thành phe nhóm chính trị đưa bà con họ hàng vào nắm hết các vị trí chủ chốt hái ra tiền. Lê Thanh Hải trở thành lãnh chúa thành hồ một chùm mafia du côn và máu lạnh số 1 miền Nam. Mối quan hệ thân thiết của Nguyễn Tấn Dũng và Lê Thanh Hải bị sụp đổ gần kỳ đại hội 13 khi Nguyễn Tấn Dũng và Lê Thanh Hải buộc phải về hưu năm 2016 sau khi phe Nguyễn Phú Trọng chống lại phe Nguyễn Tấn Dũng. Người kế nhiệm Lê Thanh Hải là Đinh La Thăng, từng là lãnh đạo tập đoàn dầu khí rồi bộ trưởng giao thông vận tải dưới thời của Nguyễn Tấn Dũng Tôi hỏi một người bạn nhà báo Việt Nam rằng liệu một người đẹp trai và lôi cuốn hơn hẳn hải thăng có khả năng thành công trong công việc mới không? Người của Lê Thanh Hải sẽ không tha cho thăng đâu là câu trả lời của bạn tôi. Nhưng điều đó đã không xảy ra. Thay vào đó, Tổng Bí Thư Trọng, Bộ Sậu đã sử dụng thanh trừng những kẻ cơ hội trong đảng. Thăng là mục tiêu ban đầu sau khi nhận nhiệm vụ mới chưa đầy một năm bị hạ bệ bởi một đống bằng chứng về việc chủ trì các khoản đầu tư trái phép tại tập đoàn dầu khí và cuối cùng dẫn đến khoảng thô lỗ 35 triệu đô la Mỹ. Đinh La Thăng đang thụ án 18 năm tù và một số các tội khác liên quan tới các vụ án khác tổng cộng đến 30 năm tù và đó mới chỉ là khởi đầu. Nguyễn Phú Trọng giữ lời hứa chống tham nhũng có hệ thống trong 2 năm 2017 và 2018 hàng chục đảng viên cao cấp đã bị truy tố. Bị buộc phải nghỉ hưu, Lê Thanh Hải không còn thể ngăn thanh tra chính phủ trung ương thành lập hồ sơ về tổ chức của Hải. Truyền thông nhà nước bắt đầu đặt câu hỏi khi nào sẽ đến lượt Hải và liên minh thần cận Lê Hồng Quân được đưa vào lò của Nguyễn Phú Trọng. Ở đâu đâu ở Việt Nam cũng kiếm được rất nhiều tiền, nhưng ở thành phố Hồ Chí Minh là bất động sản, Lúc Hải Dũng đang là đỉnh cao quyền lực thì đặc biệt là việc chuyển đổi đất thuộc sở hữu của nhà nước sang sở hữu tư nhân hoặc là sở hữu thương mại. Từ giữa năm 2016, lần lượt các vụ thông đồng giữa các công ty bất động sản của các quan chức thành phố Hồ Chí Minh đã được đưa lên mạng xã hội và được mổ xẻ. Vào năm 2018, dựa vào hồ sơ thanh tra nhà nước, công an đã tiếp cận thuộc cấp của Hải gồm Tất Thành Cang, Phó Bí thư Thành ủy đầu tiên, ông Càng đã tạo điều kiện bán cho một doanh nghiệp 32 hecta đất nhà nước trị giá 2,4 tỷ đồng, khoảng 1 tỷ đô la với giá 430 tỷ đồng vào tháng 6 năm 2017. Nguyễn Thành Tài, Phó Chủ tịch Ủy ban dân thành phố Hồ Chí Minh bị bắt vào tháng 12 năm 2018 vì đã sắp xếp thoái vốn khu đất vàng rộng 5 hecta với giá rẻ mạt cho một nhóm nhà đầu tư qua sự sắp xếp của người tình. Nguyễn Thành Tài vi phạm quy định về quản lý tài sản nhà nước gây lãng phí và tổn thất. Những tấm áp phíp tà tơi trên hàng rào xung quanh lô đất trống vẫn hứa hẹn nơi đây sẽ mọc lên những khu nhà sang trọng, cửa hàng cao cấp và khách sạn năm sau. Lê Hồng Quân, chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố cho đến năm 2015 đã chấp nhận thỏa thuận việc chuyển đổi bất hợp pháp một lô đất trung tâm tại 15 thi sách. Ở đâu ở Việt Nam cũng có thể kiếm được rất nhiều tiền nhưng ở thành phố Hồ Chí Minh lại là bất động sản. Lúc Hải Dũng đang ở đỉnh cao quyền lực thì việc này chuyển đổi đất sở hữu của nhà nước sang sở hữu thương mại. Lê Hồng Quân, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố cho đến năm 2015 đã chấp thuận việc chuyển đổi bất hợp pháp một lô đất trung tâm tại 15 thì sách chắc chắn tới lúc thanh tra Hà Nội sẽ đụng tới Hải nếu tin tức trên mạng xã hội không chính thống là đáng tin cậy Hải có thể bị liên lụy tới nhiều giao dịch bất động sản mờ ám nhưng thanh tra nhà nước chọn tập trung vào dự án lớn nhất khu đô thị mới Thủ Thiêm Thủ Thiêm là một bán đảo trên sông Sài Gòn rộng 7 km vuông từ cuối năm 1 1990, nơi đây đã được dự định phát triển thành một phiên bản Manhattan hay Budong gồm công viên và các kênh đào để đánh bóng cho trung tâm lịch sử 14.600 hộ gia đình, nông dân, chủ cửa hàng, người lao động đã buộc phải di rời dù không phải không có khiếu nại. Đấu thầu xây dựng cơ sở hạ tầng đã được ban hành nhưng chẳng có nhà thầu dự án mòn mỏi cho đến khi các quan chức thành phố vì thiếu tiền nên bắt đầu cho bán đất để đổi lấy đường và cầu. Vào tháng 5 năm 2018, thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đã ra lệnh cho các thanh tra nhà nước tìm hiểu lý do tại sao sau hơn 2 thập kỷ với hàng tỷ đô la chi cho các quỹ công cộng, bán đảo Thủ Thiêm vẫn là một đầm lầy. Cuộc điều tra theo hai dấu vết, một quan một cho thấy quan chức thành phố Hồ Chí Minh đã thay đổi kế hoạch tổng thể do Thủ tướng Võ Văn Kiệt phê duyệt năm 1996 để chiếm đoạt đất nhiều hơn và phá vỡ các khu tái định cư. Dấu vết thứ hai phân tích quá trình đấu thầu cơ sở hạ tầng khu đô thị mới Thủ Thiêm. Tháng 6 năm 2019 thanh tra có báo cáo chi tiết về những bất thường và yêu cầu chính quyền thành phố nên trả lại số tiền tương đương với 1,1 tỷ đô la cho chính quyền trung ương. Vài tháng sau, Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh thừa nhận sai lầm đã xảy ra thành phần nhân sự Ủy ban nhân dân lúc đó không còn chịu sự ảnh hưởng của Hải hay tổ cấp của Hải. Ủy ban nhân dân thừa nhận những bất thường đã xảy ra cũng như việc điều chỉnh sai danh giới của sự án. Vào đầu năm 2020, dựa vào một tài liệu chưa được công khai, Thanh tra Nhà nước cho biết từ năm 2010 đến 2015, Thường vụ Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh đã lãnh đạo lỏng lẻo vô trách nhiệm và thất bại trong việc giám sát, do đó có rất nhiều vi phạm nghiêm trọng và thiếu sót gây thiệt hại lớn về tài chính cho nhà nước và làm lung lay niềm tin của người dân. Họ đề nghị Hải, Quân và bốn cấp dưới phải bị kỷ luật. Hai tháng sau, Bộ Chính trị đồng ý vụ hành quyết dự án Thủ Thiêm bất thành đã làm tổn hại đến uy tín của tổ chức Đảng thành phố Hồ Chí Minh và đối với chính phủ. Vì vậy Lê Thanh Hải phải chịu trách nhiệm chính, do đó Bộ Chính trị đã quyết định cách chức ông Hải về mặt Đảng. Lê Hồng Quân nhân Việt thứ hai sau Hải được cho là phạm tội như Hải nhưng được phép giữ các chức danh trước đây vì thành thật chịu trách nhiệm về những thiếu sót của mình. Hiếm khi Bộ Chính trị loại một thành viên nhưng Hải đã bị xóa tên ra khỏi câu lạc bộ gồm 15 người nắm quyền chỉ đạo đất nước nhưng chưa bị khai trừ đảng. Nhưng chuyện vẫn chưa dừng lại ở đó, Hải vẫn là một phần quan trọng trong trò chơi chính trị. Từ năm 2016, lãnh đạo đảng Trọng đã kêu gọi chiến dịch thành lọc đảng. Trọng cam kết sẽ đưa rất nhiều lãnh đạo tham nhũng vào trại và đã thực hiện điều đó khiến cho cả những ai hoài nghi ông ta cũng phải ngạc nhiên. Hiện Trọng đã 75 tuổi ốm yếu, Trọng muốn chuyển giao quyền lực cho những người có lòng tin thật sự. Trong kịch bản này, Hải là một lời cảnh báo mặc dù chưa có cáo buộc hình sự nào. Đại hội 13 đang đến gần 1.500 đại biểu sẽ tập hợp tại Hà Nội vào tháng 1 để bầu ra một dàn lãnh đạo mới. Vấn đề là những gì sẽ thúc đẩy chính trường Việt Nam trong những năm tới, ý thức hay chính sách Trọng và thuộc cấp của ông cho rằng khi hệ tư tưởng thúc đẩy các nhà lãnh đạo Việt Nam, chính sách tốt sẽ được đưa ra. Tương tự như vậy họ sẽ khi nào họ nói khi nào khi đạo đức ngày càng suy đồi tham nhũng sẽ phát triển mạnh. Dường như Lê Thanh Hải đã minh chứng cho quan điểm này và đó là lý do tại sao Hải có thể bị đưa ra tòa vào một thời điểm nào đó trước cuối 2020 và sẽ bị kết án trung thần. Bộ Chính trị đã quyết định thi hành kỷ luật ông Lê Thành Hải bằng hình thức cách chức bí thư thành ủy thành phố Hồ Chí Minh nhiệm kỳ 2010-2015. Tuy nhiên nếu chỉ như vậy là thiếu công bằng. Cứ dở hiến pháp ra mà coi ở điều 2 ghi rằng quyền lực nhà nước là thống nhất, có sự phân công phối hợp kiểm soát giữa các cơ quan nhà nước trong việc thực hiện các quyền lập pháp, hành pháp, tư pháp. Như vậy không thể chỉ một mình quyền lực của bí thư thành ủy là đủ để che tay bầu trời. Nếu có sai phạm thì đó là cả một bộ máy công quyền và nếu phải nhận kỷ luật đảng thì căn cứ vào điều 4 của hiến pháp chung xuồng với ông bí thư thành ủy thành phố Hồ Chí Minh nhiệm kỳ 2010-2015 còn có tổng bí thư tương ứng với nhiệm kỳ này. Dễ hiểu vì để được là bí thư thành ủy thành phố Hồ Chí Minh thì người đó trước tiên phải là ủy viên bộ chính trị. Làm gì có chuyện ông Bí Thư Thành ủy tha hồ hô mưa gọi gió ở thành phố luôn giữ ngôi vị đầu bảng trong đóng góp tiền bạc cho ngân sách quốc gia mà không chịu sự đe trên đe dưới búa từ người đứng đầu đảng chính trị và người đứng đầu chính phủ. Trở lại nhiệm kỳ 2010-2015 của Bí Thư Thành ủy thành phố Hồ Chí Minh, ông Lê Thanh Hải đã làm gì để giờ hối lộ, để giờ hối tố và tới mức phải kỷ luật và cách chức theo bài báo trên tờ Tuổi Trẻ thì ông Lê Thanh Hải trong thời gian giữ cương vị Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy Thành phố Hồ Chí Minh chịu trách nhiệm chính về những vi phạm khuyết điểm của Ban Thường vụ và Thường trực Thành ủy nhiệm kỳ 2010-2015 đối với việc lãnh đạo chỉ đạo đầu tư khu đô thị mới Thủ Thiêm. Cá nhân ông đã vi phạm nguyên tắc tập trung dân chủ, quy chế làm việc của thành ủy, trực tiếp kết luận về nhiều vấn đề thuộc thẩm quyền của Ban Thường vụ Thành ủy. Với cương vị là Phó Bí thư Thành ủy, Bí thư Ban cán sự Đảng, Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Lê Thanh Hải chịu trách nhiệm chính về những vi phạm của Ủy ban nhân dân thành phố trực tiếp ký một số văn bản không đúng với chủ trương của Hội đồng nhân dân thành phố và quy định Luật ngân sách năm 2002, Luật xây dựng năm 2003. Xét nội dung tính chất mức độ hậu quả vi phạm và quá trình công tác cống hiến, đóng góp của ông đối với thành phố Hồ Chí Minh Căn cứ quy định số 102 quy đề trên TVK ngày 15 tháng 11 năm 2017 của Bộ Chính trị về xử lý kỷ luật đảng viên vi phạm. Bộ Chính trị quyết định thi hành kỷ luật ông Lê Thanh Hải bằng hình thức cách chức bí thư thành ủy thành phố Hồ Chí Minh nhiệm kỳ 2010-2015. Rõ ràng với nội dung ở trên thì sai phạm của ông Lê Thanh Hải là một chuỗi của quá trình trong quy hoạch đô thị mới ở Thủ Thiêm. Thời gian sai phạm này có thể bắt đầu từ lúc ông Lê Thành Hải còn là phó bí thư thành ủy, chủ tịch ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh. Một trong những duyên cớ mà các sai phạm này kéo dài suốt thời gian ông Lê Thành Hải ngồi ghế chủ tịch thành phố cho đến bí thư thành ủy là không ai được phép làm rõ những tố cáo của người dân trong vụ quy hoạch thủ thiêm đối với nhóm quyền lực của ủy ban bộ chính trị Lê Thành Hải. Lý do, các cơ quan bảo vệ pháp luật khi phát hiện có dấu hiệu đảng viên vi phạm đều phải báo cáo bằng văn bản với tổ chức đảng, cấp ủy, đảng quản lý trực tiếp đảng viên đó. Khi được tổ chức đảng, cấp ủy, đảng xem xét, đồng ý cho điều tra khởi tố bắt thì cơ quan bảo vệ pháp luật mới được tiến hành các biện pháp tố tụng. Trích chỉ thị số 15 CTTVK ngày 7 tháng 7 năm 2007 về sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam đối với các cơ quan bảo vệ pháp luật trong công tác điều tra xử lý vụ án, công tác bảo vệ Đảng Cộng sản Việt Nam. Ngày 8 tháng 6 năm 2006, sau khi Bí thư Thành ủy Thành phố Hồ Chí Minh Nguyễn Minh Triết được bầu làm Chủ tịch nước, Tổng Bí thư nông Đức mạnh ký quyết định phân công Lê Thành Hải, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Bí thư Thành ủy Thành phố Hồ Chí Minh giữ chức Bí thư Thành ủy nhiệm kỳ 2005-2010. Ông tái đắc cử chức vụ này nhiệm kỳ 2010-2015. Ngoài ra ông từng là đại biểu Quốc hội Việt Nam khóa 13. Đảng ủy viên Đảng ủy quân khu 7, Bí thư Đảng ủy Bộ Tư lệnh thành phố Hồ Chí Minh. Tháng 10 năm 2015 đại hội đại biểu Đảng bộ thành phố Hồ Chí Minh lần thứ 10 bầu khuyết chức vụ bí thư thành ủy, ông được bộ chính trị phân công chỉ đạo thành ủy. Tại đại hội 12 Đảng Cộng sản Việt Nam, ông không tái cử ban chấp hành Trung ương Đảng vì vậy cũng kết thúc nhiệm kỳ Bộ Chính trị thôi giữ chức Bí thư Thành ủy Thành phố Hồ Chí Minh. Từ ngày 19 tháng 1 năm 2011, ông Nguyễn Phú Trọng thay ông Nông Đức Mạnh làm Tổng Bí thư và phải đến ngày 20 tháng 3 năm 2020, Bộ Chính trị mới có quyết định thi hành kỷ luật ông Lê Thành Hải bằng hình thức cách chức Bí thư Thành ủy Thành phố Hồ Chí Minh nhiệm kỳ 2010-2015. Như vậy xem ra nếu quy trách nhiệm về người đứng đầu rõ ràng ở đây cần truy cứu cựu Tổng Bí thư Nông Đức Mạnh và đương nhiên Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng. Nói thêm, thiếu công bằng ở đây còn là việc tha bổng đảng viên Nguyễn Văn Đua, người được xem là cả gan ký một văn bản phủ nhận luôn quyết định của Thủ tướng Võ Văn Kiệt trong hồ sơ phê duyệt quy hoạch khu đô thị mới Thủ Thiêm. Lý do mức kỷ luật đảng đối với ông Đua chỉ là khiển trách, do đó theo quy định số 102 ngày 15 tháng 11 năm 2017 của Bộ Chính trị về xử lý kỷ luật đảng viên vi phạm thì hết thời hiệu xử lý kỷ luật đảng. Tại khoản 1, điều 3 quy định nói trên ghi rằng thời hiệu xử lý kỷ luật về đảng là thời hạn được quy định trong quy định này mà khi hết thời hạn đó thì đảng viên có hành vi vi phạm không bị xử lý kỷ luật. Cụ thể tại điểm A khoản 1 nêu rõ thời hiệu xử lý kỷ luật đảng được quy định như sau: 5 năm đối với những hành vi vi phạm đến mức kỷ luật bằng hình thức khiển trách, 10 năm đối với những hành vi vi phạm đến mức phải kỷ luật bằng hình thức cảnh cáo hoặc cách chức. Vậy là ông Nguyễn Văn Đua được tha bổng dù trong hồ sơ vụ quy hoạch khu đô thị mới Thủ Thiêm ở hiện tại và người dân đang khiếu nại vẫn tiếp tục có tên Nguyễn Văn Đua cùng với nhiều quan chức cộng sản suốt 20 năm qua nghĩa là qua các triều đại tổng Bí thư Lê Khả Phiêu, nông đức mạnh Nguyễn Phú Trọng. Có lẽ về mặt lý luận của dự thảo văn kiện trình Đại hội 13 của Đảng cần dành cho một số trang để đánh giá toàn bộ vấn đề trong sử dụng nhân sự cho bộ máy của Đảng cầm quyền, vì rất có thể sai phạm trong hồ sơ quy hoạch khu đô thị mới Thủ Thiêm chỉ là phần nổi của tảng băng chìm việc tha hóa quyền lực trong Đảng cầm quyền thể hiện ở nhóm đảng viên người đứng đầu là Lê Thành Hải. Đã không biết sao lại bắt dân phải chờ cả trăm năm. Có độ lên chủ nghĩa xã hội bao lâu, có mấy chặng đường cần tiếp tục làm rõ là tựa bài trên tờ Thanh niên điện tử, số phát hành 10 tháng 6 năm 2020 bài báo có đoạn tường thuật có lần nào tổng bí thư nguyễn phú trọng tiếp xúc cử tri có người hỏi bao giờ chúng ta có chủ nghĩa xã hội tổng bí thư nói chúng ta chưa nghiên cứu tường minh vấn đề này có khi cả trăm năm nữa cũng chưa có chủ nghĩa xã hội thế thì thời kỳ quá độ lên chủ nghĩa xã hội là bao lâu có mấy chặng đường thì chưa rõ ông phú nói và cho biết đây là vấn đề sẽ cố gắng tập trung làm rõ trong thời gian tới Đoạn trích tường thuật ở trên là một phần của nội dung trong hội nghị báo cáo viên Trung ương diễn ra vào tháng 10. Vào ngày 10 tháng 6 do ban tuyên giáo Trung ương tổ chức, chủ trì hội nghị là phó chủ tịch Hội đồng lý luận Trung ương Phùng Hữu Phú với báo cáo về những điểm mới trong dự thảo văn kiện Đại hội 12 của Đảng Cộng sản Việt Nam. Phần kết của bài tường thuật trên báo thanh niên là không còn thừa nhận chủ nghĩa Mark Lenin, tức là không thừa nhận sự lãnh đạo của đảng. Các đảng phái sẽ mọc lên như nấm và quốc gia sẽ bước vào thời kỳ thập nhị sứ quân rối loạn. Đó là lý do quan điểm chỉ đạo của báo cáo chính trị nhấn mạnh số 1, việc vững vàng tư tưởng Mark Lenin, tư tưởng Hồ Chí Minh. Ông Phú giải thích. Có bốn vấn đề tranh biện ở đây với Phó Chủ tịch Hội đồng Lý luận Trung ương Phùng Hữu Phú. Thứ nhất, nếu đã từng nhận định rằng có khi trăm năm nữa vẫn chưa có chủ nghĩa xã hội, vậy thì sao lại buộc phải tìm kiếm con đường đi đến thứ chủ nghĩa này? Thứ hai, nếu như tư tưởng Mark Lenin, tư tưởng Hồ Chí Minh được khẳng định là nền tảng xuyên suốt cho mọi hoạt động của Đảng Cộng sản Việt Nam, thì cần làm rõ vì sao tính từ khi sự kiện thành lập Đảng vào tháng 2 năm 1930 đến nay đã hơn 90 năm rồi mà Đảng Cộng sản Việt Nam vẫn chưa tìm được lời giải cho thắc mắc có bao nhiêu chặng đường gọi là thời kỳ quá độ lên chủ nghĩa xã hội. Thứ ba, những căn cứ nào để cho rằng muốn đi đến chủ nghĩa xã hội thì buộc phải có tư tưởng Mark Lenin và tư tưởng Hồ Chí Minh. Quốc gia nào trên thế giới đang cùng đi lên trên con đường quá độ này như Việt Nam với cùng nền tảng của tư tưởng Mark Lenin, tư tưởng Hồ Chí Minh? Thứ tư, ở những nước vốn từng được xem là theo chủ nghĩa Mark Lenin về sau trở thành đa đảng như Nga và các nước Đông Âu, vì sao không hề có tình trạng loạn 12 sứ quân như lo ngại của ông Phùng Hữu Phú? Mặc dầu họ đã thực hiện đa đảng ngay khi xóa bỏ chủ nghĩa Mark Lenin, phải chăng vì những quốc gia này thiếu một vế trong học thuyết là tư tưởng Hồ Chí Minh? Cuối cùng, cả bốn thắc mắc ở trên của người viết không nhằm đến đả phá một chế độ chính trị hiện hành, mà là muốn góp ý với Đảng viên Cộng sản Việt Nam dựa trên quyền hiến định ở điều 28.1, công dân có quyền tham gia quản lý nhà nước và xã hội, tham gia thảo luận và kiến nghị với các cơ quan nhà nước về các vấn đề của cơ sở địa phương và của cả nước. Xin chân thành cảm ơn thời gian theo dõi của quý vị và các bạn đã dành cho chương trình của chúng tôi đến phút cuối. Hãy để lại những lời bình luận góp ý ở bên dưới video để giúp cho chúng tôi thực hiện các chương trình kế tiếp một cách tốt hơn. Hãy bấm vào nút chia sẻ để cho thông tin được lan tỏa đến với nhiều người hơn. Hãy bấm vào nút đăng ký để trở thành thành viên tích cực của kênh và đừng quên bấm vào hình quả chuông bên cạnh nút đăng ký để nhận được những thông báo nhanh nhất sớm nhất về các chương trình của chúng tôi sắp phát hành. Xin chân thành cảm ơn và hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong các chương trình kế tiếp của chúng tôi.